Tối qua, Hội đồng Giải báo chí quốc gia tổ chức lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 15 năm 2020 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Hưng Yên vinh dự có hai tác phẩm đoạt giải. Giải báo chí quốc gia năm 2020 tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả của 112 tác phẩm báo chí xuất sắc ở 11 loại giải, trong đó có một giải đặc biệt 9 giải A, 25 giải B, 45 giải C, 32 giải khuyến khích. Nhiều tác phẩm có tính phát hiện tốt, phản ánh những vấn đề nóng bỏng được dư luận quan tâm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ giải báo chí quốc gia đã có giải đặc biệt được trao. Theo đó, giải đặc biệt là tác phẩm Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh bên lịch sử truyền hình của nhóm tác giả thuộc Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân dân. Hưng Yên vinh dự có hai tác phẩm đoạt giải, tác phẩm Fago 4.0 để người nông dân bứt phá của nhóm tác giả Ngọc Oanh, Phố Thái, Công Quyết, Việt Triều, Trần Trang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đạt giải C ở thể loại phóng sự truyền hình, và tác phẩm loạt 3 bài Hưng Yên giải quyết điểm nghẽn trên đường đua chỉ số PCI của nhóm tác giả Minh Nghĩa, Mai Nhung, Phạm Đăng, Báo Hưng Yên đoạt giải khuyến khích ở thể loại báo điện tử.